Giác quan thứ 6 của em nó linh động lắm. Ủa kỳ vậy, nó chuyển qua thứ mấy rồi? Em nhớ đợt trước là em có nói với anh là giác quan thứ 6 của em là về giấc mơ đúng không? Mơ. Đúng rồi. Bây giờ là gì? Nhưng mà bây giờ em còn một cái giác quan nữa là giác quan gợn da óc. Gợn da óc. Người ta thường có 5 cái gọi là cái ngũ giác cơ bản đúng không? Ừ. Còn em là còn một cái gọi là sởn da gà giác. Đó, cảnh giác. À, cảnh giác. Wow, cảnh giác. Thì cái sởn da gà đó nó như thế nào? Thì nói chung là cái người nào mà đem lại cho em cái cảm xúc á, tự nhiên em linh cảm với người đó là tốt hay xấu. Chính xác. Bây giờ mà cứ ở gần người xấu là tiện nổi da gà. Ủa, rồi người xấu thì sao? Giống như hiện tại này là em đứng gần anh em cũng nổi da gà đó. Ủa vậy hả? Ừ, không biết anh là tốt hay xấu. Em ơi, cái máy lạnh nó quá tốt làm em nổi da gà. Ủa vậy hả? Ừ. Còn Hữu Tính thì sao? Khả năng của bạn như thế nào? Khi mà em tham gia chương trình giác quan thứ 6, em nâng cao rồi. Wow. Bây giờ em có thể nói là em giác quan cả tuần rồi. Không còn thứ 6 nữa. Cảnh giới mới. Dạ. Là nguyên tuần thứ 7 chủ nhật luôn. Dạ đúng. Không còn thứ 6 nữa. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời. Đây là một anh chàng, người bạn thân của tôi. Với dàn sao cũng từ tôi trở xuống thôi. Độ tuổi cũng vậy thôi. Đó chính là anh chàng MC, diễn viên, ca sĩ Trường Quốc Bảo. Dạ. Dạ. Chào anh. Thiệt á. Dạ, chào anh. Hey, bên đây ban tư vấn giúp đỡ cho bạn bên nhiều ý kiến. Bên đây cũng khá thân với em luôn. Khá thân. Dạ. Đó. Ấn tượng cô gái mặc áo vàng. Dạ. Thái độ quan trọng. Kính thưa quý vị và các bạn. Dạ. Lê Lộc, một người con gái duyên dáng, hài hước, thông minh, bản lĩnh mà đặc biệt chơi game show rất giỏi nhanh. Giỏi hả? Em được diễm phước là kết hợp với Lê Lộc trong rất là nhiều game show. Oh. Và game show làm đồng đội của Lê Lộc và nhờ Lê Lộc xuất hiện trong đội của em. Dạ. Yeah. Cho nên em là một trong những người được ra về sớm nhất. Em là một trong những người được ra về sớm nhất. Wow, là về loại hả? Là bị loại. Trời. Đôi khi có những cái game là chính đồng đội mình loại mình, là Lộc đã làm cái điều cay đắng đó với em. Wow, đây là một minh chứng cho câu nói không sợ đối thủ mạnh chứ sợ đồng đội mình. Đó. Gì vậy? Nhưng mà bù lại là ai? Đây, đúng. Có Hữu Tính. À, Hữu Tính đây. Đây là một người đàn ông. Đây lại là quý vị à? Dạ. Thần đồng game show là em chứ ai nữa. Trời ơi, thần đồng này hơi lâu đó. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của 6 nhân vật bí ẩn ngày hôm nay. Xin mời.